với nó rồi. Ông cũng chín chứ mà. Chào các bạn nhé, trai Sơn Long hát với gái Lạc Sơn, hát tại cái hội hàng hỏi, tên là hàng hỏi, thuộc là xã Tân Thành. Tại đây các bạn hãy đón xem nhé. Kiếm được bài chỗ này hát là số 1 rồi. Nói bè nữ, lẻ nói bà nữ.
Yeah.
đi kêu ba ba đưa la bè. Bố cha tí na đư kẻ lắm na đư ai à bán cơ phải té đây ơi sướng coi ai à sáng ai lỗ nghe na nè lỗ nghe nữa cái này chính là mày có ai là chị mày bộ nhớ có khi nó đầy đầy nhớ rồi bộ nhớ nó đầy sao chứ sao luôn mày.
tự nhiên. Nam mô Đà Bản Bư Tấn Đà Hoa Di Tôn Lò. Come on.
mau bên ta tên lưỡi đẹp tè. Đà bố tư cố lao à lè cố lao. Tiếp cận áp hàng ơi buôn khả ai là má là bà bay mạnh lẻ bốc bay vơi má bay ơi ba nà ai là đã ta cả rồi lẽ lối yêu cái tự nhiên ra cái thoải mái đó mà cái này cũng tiền văn mình
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.